Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của Khánh Phi Home Channel. Thời gian gần đây có một sản phẩm mà được chị em nội trợ khá là yêu thích bởi những chức năng và tiện ích nó mang lại. Đó chính là chiếc lò nướng âm tủ Hafler HO6T70A sản xuất tại Trung Quốc và theo bản quyền của Hafler. Hãy cùng Khánh Phi Home tìm hiểu chi tiết về sản phẩm tuyệt vời này nhé. Hafler HO6T70A thuộc dòng sản phẩm lò nướng Series 600 là dạng lò nướng đa năng lắp âm tủ, sở hữu thiết kế màu đen sang trọng hiện đại. Thân lò từ chất liệu thép không gỉ, bền bỉ, chắc chắn. Kích thước lò thì chiều cao nhân chiều rộng nhân chiều sâu là 595 x 595 x 575mm. Kích thước hộp tủ là 560 x 600 x 575mm. Điện áp 220-240V, tần số 50-60Hz, tổng công suất 3kW, dung tích 70 lít, hiệu quả khi cần chế biến thực phẩm số lượng lớn. Mức tiết kiệm năng lượng bằng hoặc hơn so với tiêu chuẩn A của châu Âu. Giải nhiệt từ 30 đến 250 độ C cho phép dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhiều món ăn. Bảng điều khiển cảm ứng trượt và màn hình LED thiết kế hiện đại, dễ sử dụng. Cửa kính toàn phần 3 lớp cách nhiệt giúp ổn định nhiệt độ trong lò và đảm bảo cách nhiệt mặt ngoài, an toàn cho người sử dụng. Cửa đóng giảm chấn giúp thao tác nhẹ nhàng, hoạt động êm ái giúp tăng tuổi thọ sản phẩm. 9 chức năng gia nhiệt: nướng trên và dưới, nướng đối lưu bằng khí nóng, nướng dưới và kết hợp quạt, nướng trên và dưới cộng quạt, nướng trên và kết hợp quạt, nướng kép, nướng thanh nhiệt trên, nướng xiên quay và ủ men. Chức năng hẹn giờ cho phép cài đặt thời gian theo ý muốn, lò sẽ tự động tắt khi thời gian kết thúc. Chức năng an toàn khóa trẻ em. Khánh Phi Home được Hafler chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Hafler chính hãng và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá thành các sản phẩm Hafler khi mua tại Khánh Phi Home nhé. Nếu các bạn quan tâm hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Phi Home để trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập vào website www.khanhphihome.com.vn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Phi Home Channel theo dõi nhiều video tuyệt vời hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.